xem các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh xem là tụi nó của mình. Hôm nay mình sẽ hướng các bạn cùng nó bức tranh hình ảnh một bé trai và chú gấu bông nha. Cùng bắt đầu tô màu của mình nhá. Mái tóc mình sẽ tô màu đen. Gấu mình sẽ tô màu vàng.
các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình một cậu bé trai vào chú gấu bông. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.